Beyonce. Nâng mũi lần đầu có phải làm cấu trúc sụn tai không? Nâng mũi lần đầu có cần phải làm cấu trúc sụn tai không? Thì nó còn tùy thuộc vào cái nền mũi nguyên thủy của từng người. Ví dụ như bạn có một cái nền mũi đẹp rồi thì bạn chỉ cần bọc cái sụn tai ở đầu mũi và đặt cái thanh sóng thôi. Với điều kiện là bạn cũng chỉ thích những cái dáng mũi tự nhiên. Còn nếu mà bạn muốn có một cái dáng mũi đẹp hoàn hảo hơn và nó cải thiện được nhiều cái khuyết điểm trên cái nền mũi của mình thì bạn nên làm cấu trúc sụn tai, nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Nâng mũi cấu trúc sụn tai có vĩnh viễn được không hay phải làm đi làm lại? Thật sự thì một cái mũi mà khi mà mình đặt cái thanh sóng vào hay là bất cứ cái chất liệu nào vào á, nó mà có bị kích ứng thì nó đã kích ứng ngay từ đầu rồi. Còn nếu mà nó đã ở trong cái mức an toàn rồi, đã đẹp rồi, trong cái khoảng thời gian đã hồi phục, đã lành rồi thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Nó không có xảy ra bất cứ cái hiện tượng nào cả. Cái hiện tượng co rút sụn nhân tạo thì không có thể co rút được, chỉ trừ khi cái sụn tai của mình thôi, nó bị tiêu đi cái phần nào. Cho nên là mũi cấu trúc khi mà mình làm xong thì mình làm lại với điều kiện là mình muốn thay đổi cái dáng mũi, mình muốn theo trend cho nó hợp thời. Chứ còn sụn thì nó vẫn ở trong đó, nó cũng chẳng có cái vấn đề gì, cũng chẳng cần phải làm lại. Nâng mũi sụn sườn có sử dụng trọn đời được không? Thật sự nâng mũi sụn sườn nó được coi là cái phương pháp nâng mũi đỉnh cao nhất hiện nay. 1/3 mũi của mình là được tạo hình hoàn toàn bằng sụn sườn. Thì khi mà sụn sườn đặt vào trong cái cơ thể của mình, nó thích ứng vào cơ thể của mình, kết cấu hệ miễn dịch và kết cấu mô tổ chức đó, nó đồng với nhau thì nó có thể nuôi sống được cái phần mô đó. Và cái phần sườn đó nó có thể ở trong cơ thể của mình vĩnh viễn trọn đời mà cũng chẳng có bất kỳ cái phản ứng nào. Và khi nào mình nên can thiệp mũi sụn sườn? Khi cần can thiệp mũi sụn sườn là khi mũi của bạn đã làm qua quá nhiều lần rồi bằng cái phương pháp nâng cấu trúc sụn tai mà nó không có cho kết quả như mong muốn, nó không cải thiện được nhiều cái dáng mũi, thì bạn nên làm cấu trúc sụn sườn. Hoặc là những bạn dù đã nâng lần đầu nhưng mà cái nền mũi của bạn khá là to, mô khá là nhiều, khá là dày, thì bạn nên chọn làm mũi cấu trúc sụn sườn để một có một cái chiếc mũi cứng cáp bền đẹp hơn.